Thưa quý vị, vào 20 giờ tối nay, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tại sân khấu Crown Convention Center ở Nha Trang với ý tưởng Hồng Hạc. Đêm chung kết sẽ kể về giấc mơ Hồng Hạc, nhấn mạnh sự khát khao của người phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp toàn diện về diện mạo, tài năng cho đến cách ứng xử. Mở đầu đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, 44 thí sinh sẽ diện trang phục dung suốt, tông hồng đính kim sa lấp lánh và nhảy trên nền nhạc What Makes You Beautiful, mang tới không khí sôi động. Sau đó các thí sinh sẽ vào thay đồ và tham gia lần lượt các phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội và phần ứng xử. Người đăng quang tối nay sẽ giành suất tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và giải thưởng tiền mặt là 200 triệu tiền Việt Nam. Vâng, hiện nay trên thế giới thì có 4 cuộc thi nhan sắc quy mô lớn nhất, đó là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế. Và trong đó thì hai cuộc thi nổi nhất là Hoa hậu Thế giới Miss World và cuộc thi sắc đẹp toàn cầu đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào năm 1951 với mục đích ban đầu là một cuộc thi áo tắm ở tại Anh. Còn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe ra đời sau đó một năm và điểm khác biệt là không có phần thi tài năng. Và chị Linh Đan, chị có biết có một cái cách nào đó để phân biệt tiêu chí của các cuộc thi này hay không? Quả thật là nếu như mà tôi không tìm hiểu thì có lẽ là cũng hơi khó để mà có thể phân biệt được. Và nếu như mà Miss World có điểm nhấn là hoạt động từ thiện hay là Miss Universe đề cao sắc đẹp toàn diện thì Miss Earth lại hướng đến nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường. Trong khi đó các thí sinh tham dự Miss International không chỉ được đánh giá dựa trên nhan sắc mà còn dựa trên lòng nhân từ, tính hữu nghị, sự thanh lịch, trí tuệ, khả năng chủ động và quan trọng nhất là sự nhạy cảm về thế giới.